Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 25 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019, cho ý kiến vào dự thảo danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh của Thanh Hóa, đề án dự thảo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch Đầu tư và thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, trong 3 tháng đầu năm 2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Thanh Hóa có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP quý 1 ước đạt 24,8%, là mức tăng trưởng GRDP quý 1 cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng cao với mức tăng tới 58%, xuất khẩu tăng trên 81%. Thu ngân sách quý 1 ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và cũng là số thu ngân sách quý 1 cao nhất từ trước đến nay. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí top đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Trong đó nổi bật là lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả trong đấu tranh tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm tín dụng đen, tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng vũ khí nóng. Báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu cũng nêu lên một số khó khăn cả khách quan và chủ quan cần chỉ đạo quyết liệt để khắc phục xử lý như dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng, bệnh đạo ôn trên lúa Chiêm Xuân đã xuất hiện ở 17 huyện. Một số sản phẩm công nghiệp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Số lượng doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội tăng so với cuối năm 2018. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai còn chồng chéo, gây khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư. Tính cụ thể, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành ở một số ngành và địa phương chưa cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch tả lợn châu Phi và bệnh đạo ôn trên lúa. Đây là những dịch bệnh nguy cơ lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh, bao vây khoanh vùng dập dịch, không để lây lan rộng. Yêu cầu Sở Tài chính tham mưu sớm về giá hỗ trợ đối với lợn bị tiêu hủy. Về sản xuất công nghiệp thương mại, đầu tư và thu hút đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các ngành tập trung hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc, giải quyết vấn đề tuyển lao động đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, cung cấp điện, nước, thực hiện hiệu quả chương trình kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tích cực chuẩn bị các điều kiện khai trương mùa du lịch biển, tập trung cao độ hỗ trợ nhà đầu tư đưa tuyến vận chuyển container quốc tế tại cảng nước sâu Nghi Sơn vào hoạt động, quyết liệt chỉ đạo việc đầu tư các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng cho thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án đường ven biển, dự án tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi sân bay Thọ Xuân, tăng cường chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu nợ ngân sách, tăng cường quản lý, tập trung xử lý các vấn đề sau kiểm tra về tài nguyên khoáng sản, chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư vào quý 3 năm 2019. Về văn hóa xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương chuẩn bị tốt các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, tập trung rà soát có kế hoạch đề án về tinh giản biên chế, sát nhập đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh phải tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 58 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập 66 xã phường thị trấn không đảm bảo tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tiếp tục thực hiện việc tấn công chấn áp tội phạm, có giải pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông và một số nhiệm vụ khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và các địa phương bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn vướng mắc, đồng thời phải tăng cường trách nhiệm, sự chủ động trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Phiên họp đã thảo luận và thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lựa chọn 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh của Thanh Hóa giai đoạn 2013-2023 để trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định gồm sản phẩm hải sản khai thác xa bờ và ngao nuôi, mía đường, bò, bò sữa và sản phẩm từ sữa, tre luồng và sản phẩm từ tre luồng, cây thức ăn chăn nuôi, cây dược liệu. Tại phiên họp, Ủy ban dân tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về dự thảo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập, xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 83 ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa về giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, giá dịch vụ y tế không do bảo hiểm thanh toán trên địa bàn tỉnh đang áp dụng theo nghị quyết số 83. So sánh với thông tư 37 năm 2018 của Bộ Y tế thì có một số dịch vụ giá thấp hơn, một số dịch vụ có giá cao hơn và một số dịch vụ chưa được quy định mức giá. Do hiện nay, đối tượng người chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 16,77% dân số,
đa phần có mức sống khá và trung bình, nên Sở Y tế đề xuất quy định giá các dịch vụ y tế không do Bảo hiểm Y tế thanh toán ở mức thấp, theo quy định của cả hai văn bản, thông tư 37 của Bộ Y tế và nghị quyết số 83 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Phiên họp đã thống nhất với các dự thảo tờ trình về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2019, nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh cho các chương trình mục tiêu, các dự án sử dụng vốn nước ngoài, các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án công sở xã. Dự thảo đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công và phê duyệt phương án phân bổ nguồn năm trước chuyển sang nguồn tăng thu ngân sách tỉnh. Thảo luận về hướng xử lý chuyển tiếp nhiệm vụ bổ sung các mỏ đất san lấp và một số mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Sở Xây dựng trong khi chờ hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Nếu như cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, các điều tra viên phải sử dụng phiếu giấy để thu thập thông tin của hộ gia đình, thì lần này thông tin được thu thập bằng thiết bị điện tử di động và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng Internet. Các thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, mối quan hệ với chủ hộ, trình độ học vấn, kỹ năng nghề hay tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở đều thể hiện đầy đủ trên phần mềm CAPI, rất thuận lợi cho điều tra viên thu thập thông tin. Trong quá trình điều tra sẽ kiểm soát được các cái lỗi logic và trong chương trình đã loại trừ trong quá trình điều tra, sẽ tiết kiệm được cái in phiếu giấy mà 2009 chúng ta đã thực hiện. Thì chúng ta thực hiện trên cái phiếu điện tử thì giảm được cả cái khâu nhập tin trong cái tổng điều tra, thì cái dữ liệu sẽ được truyền về cái máy chủ của tổng điều tra. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Chỉ cần thông qua trang web hệ điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở có thể kiểm tra tiến độ chất lượng điều tra theo cấp được phân công. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra, đặc biệt là chuẩn bị về công nghệ thông tin đã cơ bản hoàn thành. Chúng ta đã tổ chức các cái lớp tập huấn, nghiệp vụ và sử dụng cái CAPI ở 27 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Chúng ta đã đào tạo được hơn 4.000 điều tra viên, tổ trưởng điều tra đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng CAPI trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Về thuận lợi ấy, thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chúng ta thì về cơ bản là cái mạng thông tin đã được phủ kín trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã lập danh sách 6.748 địa bàn điều tra hộ dân cư và 228 địa bàn đặc thù với tổng số hơn 972.000 hộ dân. Theo kế hoạch, việc tiến hành thu thập số liệu điều tra sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, đền Đồng Cổ thuộc làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định là một trong những ngôi đền có lịch sử lâu đời nhất trên đất nước ta. Qua hàng ngàn năm gắn với những giai thoại, truyền thuyết dân gian, đền Đồng Cổ đã trở thành biểu tượng của tinh thần đấu tranh chống thủ trong giặc ngoài, cùng nghĩa vua tôi son sắc thủy chung. Tương truyền, đền Đồng Cổ được xây dựng từ năm 2569 trước công nguyên dưới thời Hùng Vương. Theo thần phả của đền, một lần vua Hùng trên đường đi dẹp giặc Hồ Tôn đã qua Khả Lao Thôn và nghỉ lại nơi này. Đêm nằm, vua mộng thấy vị sơn thần hiện lên xin cho đem trống đồng theo quân để trợ chiến. Khi nhà vua lâm trận, tiếng trống vang vọng trên không trung, quân giặc khiếp vía thua chạy tan tác. Thắng trận trở về, vua Hùng phong cho thần núi là Đồng Cổ Đại Vương. Sang đến thời Lý, sách Việt Điện U Linh có chép, năm 1020, Thái tử Lý Phật Mã theo lệnh vua cha Lý Thái Tổ đi đánh Chiêm Thành. Khi đến bến Trường Châu nằm bên bờ sông Mã, một đêm thái tử nằm mộng thấy thần Đồng Cổ đến xin theo giúp để đánh giặc. Sau khi thắng trận trở về, Lý Phật Mã qua Trường Châu làm lễ tạ ơn. Sau này, vua Lý Thái Tổ mất, xảy ra loạn Tam Phương. Thần Đồng Cổ đến báo mộng cho Lý Phật Mã biết trước một ngày, nhờ đó mà dẹp được. Thái tử lên ngôi vua, thụy hiệu là Lý Thái Tông. Một năm sau, tức là năm 1029, Thái Tông đổi trại Ái Châu thành phủ Thanh Hóa.
Đền Đồng Cổ có kiến trúc độc đáo, nhà tiền đường kết cấu 5 gian, kiến trúc 2 tầng mái. Qua tiền đường là chính tẩm rộng 3 gian, có kết cấu giáp mái với tiền đường. Sau cùng là hậu cung, lưng dựa vào vách núi, được bố cục gọn gàng với lối kiến trúc cổ kính. Điều đặc biệt là ở tiền đường, trung đường và hậu cung, trống đồng, linh vật mang tính biểu tượng của ngôi đền đều được đặt ở vị trí trang trọng. Ngoài đền chính ở Đan Nê, trong cả nước còn có ít nhất 3 ngôi đền mang tên Đồng Cổ, cùng thờ thần núi Khả Lao Thôn và thần trống đồng. Đó là đền Đồng Cổ ở Hoàng Minh, Hoàng Hóa, đền Đồng Cổ ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội và đền Đồng Cổ tại Nguyên Xá, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày nay, lễ hội đền Đồng Cổ tại Đan Nê vẫn duy trì được những truyền thống cũ. Trước khi lễ hội diễn ra, ngày 12 tháng 3 âm lịch, người dân tổ chức lễ đốt áo thủy bào cho thần. Ngày 15 tháng 3 âm lịch là chính lễ, đông đảo du khách thập phương về dự, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Năm 1999 là nhân dân trong xã đã vận động quân em địa phương và toàn thể nhân dân trong xã phát tâm công đức xây dựng đền, và từ đó đến nay đền đã được nhân dân trong làng, trong xã, các du khách thập phương đến ủng hộ, phát tâm công đức rất là nhiều, nên là cơ sở vật chất trong đền thì đã được khang trang hơn trước. Trải qua hơn 4.500 năm tồn tại, đền Đồng Cổ và lễ hội đền Đồng Cổ vẫn luôn được gìn giữ, bảo tồn, trở thành minh chứng cho sự tồn tại của nền văn minh văn lang Âu Lạc trên đất nước ta, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quật cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tiếng trống đồng Đồng Cổ đã vang vọng trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, ngày hôm nay vẫn tiếp tục âm vang, đồng vọng trong tâm khảm người dân, thúc đẩy thế hệ cháu con tiếp bước tiền nhân trong hành trình xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thư viện tỉnh đang tập trung lựa chọn phân loại sách, tư liệu để trưng bày giới thiệu tại triển lãm Thanh Hóa xưa và nay, kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Phòng địa chí Thư viện tỉnh là nơi đang lưu giữ hàng chục nghìn cuốn sách về tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử. Chuẩn bị cho triển lãm Thanh Hóa xưa và nay, Thư viện tỉnh đã lựa chọn phân loại gần 3.000 cuốn sách viết về Thanh Hóa theo 4 nội dung: Thanh Hóa thời tiền sử, sơ sử, thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến, thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1945-1975 và thời kỳ đổi mới. Thư viện tỉnh đã sưu tầm được rất nhiều các tài liệu để phục vụ cho cái 990 năm danh xưng Thanh Hóa, đặc biệt nhất là những cái tài liệu có giá trị. Thì những tư liệu này đã giúp cho tức là toàn bộ người dân Thanh Hóa, các lượng bạn đọc từ thanh thiếu niên cho đến các cán bộ nghiên cứu hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và của Thanh Hóa mình nói riêng qua 990 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Ngoài sách, Thư viện tỉnh sẽ đem đến triển lãm hàng trăm tư liệu như các bản sắc phong cổ, các phiên bản mộc bản triều Nguyễn, ảnh tư liệu về Thanh Hóa xưa và nay, giúp công chúng được tiếp cận với nguồn tư liệu phong phú, chính xác và vô cùng quý giá về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong dịp kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách tại thư viện, tham gia ngày hội sách tại các tỉnh thành, góp phần quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng thế mạnh, phát triển và thành tựu của tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Nga Sơn đang tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi trên địa bàn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học nhằm bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, do chưa có vaccine phòng và thuốc chữa dịch tả lợn châu Phi, nên việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học được xem là biện pháp tích cực nhất trong phòng chống bệnh này. Đều đặn 2 ngày một lần, gia đình ông Hoàng Văn Giám ở thôn 5 xã Nga Văn lại dùng hóa chất chloramin B và một số chế phẩm sinh học để xử lý chất thải khu chăn nuôi lợn của gia đình. Chuồng trại cũng được che chắn cẩn thận để hạn chế mầm bệnh xâm nhập. Tôi là biết được là trên thông tin đại chúng thông báo và hướng dẫn là cái dịch bệnh tả châu Phi là chưa có thuốc điều trị và chưa có vaccine để phòng chống. Thì bây giờ hiện tại là chỉ bằng cách phòng chống bằng các loại hóa chất và để xử lý khu vực của mình, bảo vệ khu vực mình là để không bị vi khuẩn xâm nhập vào khu vực của mình. Để tăng sức đề kháng và khả năng phòng bệnh cho đàn lợn,
các hộ chăn nuôi đã bổ sung thêm nhiều loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng như bã rượu, men tiêu hóa, thuốc bổ cho đàn lợn. Thì gia đình tôi là cũng chăn nuôi lâu năm rồi, nhưng mà cũng phòng chống dịch rất nhiều, nhưng mà được sự phối hợp với lại thú y ở xã đây hướng dẫn thì gia đình tôi cũng tuân theo và làm theo các biện pháp là phòng chống, rồi là phòng chống là rắc vôi tỏa này, khử trùng này, rồi xử lý nước nào. Còn cho ăn thì cho ăn cám viên, nhưng mà tôi thì nấu rượu cho nên là tôi chủ cho ăn thêm cái bả rượu vào. Huyện Nga Sơn hiện có hơn 50.000 con lợn, trong đó hơn 70% số lợn được nuôi theo hình thức gia trại và nông hộ nhỏ lẻ. Những ngày qua, cán bộ phòng nông nghiệp và trạm thú y đã cử cán bộ xuống từng hộ, hướng dẫn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, huyện Nga Sơn đã hỗ trợ gần 1.000 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Và trạm thú y cũng đã tập trung thực hiện hướng dẫn nhân dân chăn nuôi an toàn sinh học. Cái thứ nhất là con giống là phải rõ nguồn gốc, khỏe mạnh, đảm bảo chất lượng. Cái thứ hai là về chuồng trại là phải sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên. Cái thứ ba là tổ chức cung ứng đầy đủ các loại vaccine hóa chất, phải tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch. Cùng với đó, huyện Nga Sơn đã và đang tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của chính quyền địa phương và người dân, hiện nay nhà máy thủy điện Thành Sơn tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đang tích nước vượt quá cao trình cho phép, đe dọa trực tiếp đến an toàn hồ đập và cuộc sống của nhân dân khu vực hạ lưu. Từ ngày thủy điện Thành Sơn bắt đầu tích nước, cuộc sống của 8 hộ dân ở gần khu vực đập dâng bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện nay, nền nhà anh Ngân Văn Lượng ở bản Thành Tân, xã Thành Sơn đã bị nứt hai đường rất lớn. Do sợ ngôi nhà bị sạt lở bất cứ lúc nào, anh Lượng đã phải mượn nhà anh em để ở nhờ. Từ hội thủy điện tích nước thì cũng đang nứt nhà cửa đây, đất đai đây. Thì dân ở đây, bây giờ nhà mình thì sợ quá thì chuyển đi chỗ khác, không còn ở được nữa. Cứ mỗi lần nước dâng rồi lại rút theo quy trình tích nước xả nước phát điện, phần sạt lở lại tiến sâu thêm vào nhà cửa của người dân. Hiện nay điểm sạt lở tại nhà anh Hà Văn Khuyên đã ăn sát vào móng nhà. Nhiều công trình như bể nước, nhà vệ sinh đã trôi xuống sông. Trước kia cái thủy điện đang bắt đầu làm đấy thì hắn giải phóng mặt bằng đấy thì hắn lấy ở ngoài cái cốc tre nhỏ kia, nhưng bây giờ hắn lại làm xong cái thủy điện nó tích nước đấy. Hắn lại vượt quá mức đền bù ấy, thì hắn vào sau vào trong nhà, bây giờ hắn lại lên nước quá nên hắn sạt vào nhà các hộ của chúng tôi đây này, giờ hiện tại đang sạt đấy. Nếu mà dân mà không tự giải trước thì trước nhất là cũng sẽ xảy ra cái vấn đề là tài sản nó mất mát rồi, nhưng mà cái người dân ấy, về con người ấy, cũng rất may là không xảy ra về cái tính mạng con người, nhưng nếu mà cứ ở lì như thế thì chắc chắn rằng là chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề là ảnh hưởng đến tính mạng con người. Theo quyết định 4144 ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du của công trình thủy điện Thành Sơn, mực nước trước lũ của hồ chứa thủy điện Thành Sơn không được vượt quá mực nước dâng bình thường ở cao trình 89m. Nhưng theo đại diện của Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa, thủy điện Thành Sơn đang tích nước vượt quá cao trình cho phép. Khi đi thực tế thì những cái mốc giải phóng mặt bằng ở thời điểm mà thủy điện cắm cái mốc để giải phóng mặt bằng khu vực lưu vực lòng hồ thì không còn nhìn thấy, và nó bây giờ đã bị ngập trên cái mốc đấy khoảng tầm 2 đến 2,5 mét, có những nơi đến gần hơn 10 mét, ngập sâu vào trong đất của dân và ảnh hưởng đến từ cái cây cối, từ cái bể nước và cái đời sống nhân dân ở trên đấy. Được biết, thủy điện Thành Sơn từng có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép tích nước lên cao trình 92 mét, tức là vượt 3 mét so với thiết kế được phê duyệt. Nhưng đề nghị này không được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, nhà máy thủy điện vẫn tự ý tích nước vượt quá cao trình cho phép. Bằng chứng là hiện nay, các mốc giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ đã bị chìm sâu dưới nước. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa cũng phản ánh việc thiếu hợp tác, phối hợp của thủy điện Thành Sơn đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy. Sau khi nhà máy hoàn thành thì giao cho cái ban giám đốc nhà máy, thì cho đến nay chúng tôi cũng không nắm được,
và hiện tại tôi cũng không nắm được, là không biết được anh giám đốc đó là như thế nào. Bây giờ tôi lúc nãy tôi mới lấy được số điện thoại và mới điện cho các anh ấy, thì cái sự phối hợp giữa nhà máy với chính quyền địa phương là chưa nhịp nhàng và chưa có cái sự gắn kết. Từ thực tế nêu trên, các ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là Sở Công Thương cần nhanh chóng vào cuộc để đánh giá mức độ tích nước vượt quá cao trình cho phép và có các biện pháp chấn chỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn vấn đề này trong các chương trình thời sự tiếp theo. Theo thông tư 11 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 50 cửa hàng xăng dầu không đảm bảo về cự ly, khoảng cách và đến năm 2020 sẽ phải được xóa bỏ. Cửa hàng xăng dầu nằm ngay sát nhà dân, khu đông dân cư. Có cây xăng nằm ngay cạnh trường học. Bên trong còn có các dịch vụ sửa chữa cơ khí, khiến nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ và ô nhiễm môi trường gia tăng. Thời gian qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Thanh Hóa đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Các cơ sở chưa bổ sung chỉnh lý kịp thời cái hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động về phòng cháy cháy của cơ sở. Trang bị phương tiện chưa đúng chủng loại theo quy định ở một số cơ sở. Phương án chữa cháy chưa được chỉnh lý bổ sung kịp thời và chưa được tổ chức thực tập định kỳ hàng năm theo quy định. Việc duy trì công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại các cái cơ sở kinh doanh bảo quản xăng dầu thì chưa thường xuyên, có nơi còn chủ quan lơ là. Theo quy định, khoảng cách giữa cây xăng với công trình dân dụng không dưới 10 mét, giữa cây xăng với công trình công cộng không dưới 50 mét. Ngoài ra, nếu tiếp giáp các công trình xây dựng khác, cây xăng buộc phải có tường bao chống cháy, độ cao trên 2,2 mét. Không ít cây xăng trên địa bàn Thanh Hóa không bảo đảm các quy định nêu trên, nhất là cây xăng trong khu vực đô thị. Từ năm 2014 đến năm 2016, Thanh Hóa đã xóa bỏ 22 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo điều kiện. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát thống kê các cơ sở bảo quản kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn yêu cầu các cơ sở bảo quản kinh doanh xăng dầu trái phép viết cam kết dừng hoạt động kinh doanh xăng dầu để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, phối hợp với các cấp các ngành chức năng đề nghị xóa bỏ hoặc di rời các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo quy định của nhà nước, từ nay đến năm 2020, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần khẩn trương quyết liệt, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu đã được phê duyệt, kiên quyết xóa bỏ, di rời các cửa hàng không đảm bảo quy định về cự ly khoảng cách. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin khác. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, khu vực ngoài nhà nước quý 1 năm 2019. Quý 1 năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn các ngành đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập cơ sở công đoàn và phát triển đoàn viên. Kết quả, đã thành lập được 4 công đoàn cơ sở, phát triển mới được 3.134 đoàn viên. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 3.701 công đoàn cơ sở với 255.095 đoàn viên. Từ nay đến hết năm 2019, phấn đấu thành lập mới 60 công đoàn cơ sở, kết nạp được 11.000 đoàn viên công đoàn. Tại khu du lịch Biển Sô Tô, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ nhân sự phục vụ du lịch địa phương. Trong 2 tháng, 180 học viên sẽ được học tập 8 chuyên đề cơ bản, gồm nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ chạy bàn, buồng phòng, quản lý nhà hàng, tổ chức bếp nấu, quản lý khách lưu trú, vệ sinh phòng, bàn, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ và chăm sóc khách hàng. Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và người lao động đang phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Quảng Lợi, góp phần nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của hoạt động du lịch. Tối qua ngày 25 tháng 3, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chung kết liên hoan nghệ thuật Hát về quê hương Thanh Hóa năm 2019. Liên hoan nghệ thuật quần chúng Hát về quê hương Thanh Hóa được đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức từ tháng 2 năm 2019. Trải qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 10 tiết mục vào đêm chung kết là những tiết mục được đầu tư sản dựng công phu với chủ đề ca ngợi vùng đất con người Thanh Hóa. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn và hướng tới kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cổ vũ và thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh.
Kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm Thanh Hóa xưa và nay. Để làm phong phú nội dung triển lãm, ban tổ chức kêu gọi các tổ chức cá nhân tham gia sưu tầm, đóng góp, cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Cụ thể như sau. Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước sưu tầm cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về những thành tựu nổi bật của Thanh Hóa từ thời tiền sử, sơ sử đến nay trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, an ninh, quốc phòng. Thời gian tiếp nhận từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019. Nơi tiếp nhận: Trung tâm truyền hình triển lãm hội chợ quảng cáo Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Email: tlthxn990a@gmail.com. Điện thoại liên hệ: ông Lê Hữu Hùng, 0912601243. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.